Hội chứng ruột kích thích theo định nghĩa của Rome 4, đây là cái hiện tượng đau bụng tái đi tái lại nhiều lần, ít nhất là một ngày trong một tuần và kéo dài trong khoảng 3 tháng, kết hợp với các cái triệu chứng như là rối loạn đại tiện, rối loạn tính chất phân hoặc là thay đổi cái thời gian đại tiện. Thế thì cái này có thể xảy ra là trên 3 tháng trước khi mà bệnh nhân có thể đến với bác sĩ. Và cái này thì người ta hay gọi, trước đây gọi là cái bệnh đại tràng chức năng không phải thực thể. Và đấy là một cái bệnh mà người ta có thể có những cái triệu chứng nổi bật lên, đấy là đầy bụng, đau bụng và rối loạn đại tiện. Biểu hiện lâm sàng chính của cái hội chứng ruột kích thích thì đấy là đầu tiên là đau bụng. Nếu không có đau bụng thì không có hội chứng ruột kích thích. Thứ hai là đầy bụng chướng hơi. Thứ ba là rối loạn đại tiện và tính chất phân, rồi thời gian đại tiện. Người ta cho rằng trước đây là cái đại tiện xong thì có thể là hết đau, nhưng bây giờ theo Rome 4 thì khác. Từ đại tiện xong có người đỡ nhưng có người lại tăng lên, và do đó người ta không đặt ra vấn đề là giảm đi, mà người ta là gọi là phụ thuộc vào cái đại tiện, chứ người ta không cho rằng là đại tiện hết xong thì người bệnh nhân đỡ đi. Chúng ta biết là hội chứng ruột kích thích là một bệnh không phải là cấp tính, và nó cũng không thể dẫn đến các bệnh biến chứng, nó đặc biệt là mọi người lo lắng nhất là ung thư, thì bệnh này không thể dẫn đến ung thư và cũng không có cái biến chứng khác. Tuy nhiên cái mà người ta quan tâm nhất đấy là chất lượng cuộc sống rất giảm. Những người bị hội chứng ruột kích thích thì thường mất ngủ rồi kém ăn, và từ đấy chất lượng cuộc sống giảm rất nhiều, chứ khi biến chứng để những bệnh nặng hơn và đưa đến những bệnh khác thì hội chứng ruột kích thích không có. Nguyên nhân của hội chứng ruột kích thích cho đến bây giờ thì người ta thăng là cái nguyên nhân chính thì người ta không tìm được, nhưng mà cái yếu tố người ta hay nói đến nhất đấy là yếu tố stress tinh thần. Trong mỗi cơ thể chúng ta có một cái trục gọi là trục não ruột, và cái hệ thống trục não ruột này nó điều khiển cái này hệ sinh vật trong đường ruột chúng ta. Và khi chúng ta bị stress tinh thần hoặc là bị một cái lo lắng gì đấy thì cái hệ sinh vật đường ruột nó tăng lên và làm rối loạn cái vấn đề chức năng của đường ruột, nhất là ở ruột non và đại tràng. Và khi mà chúng ta bị cái đấy thì chúng ta thường thấy là cái người bệnh nhân mà những bệnh nhân nhất nam giới ấy, đặc biệt là những khi một cái lo lắng nào đấy thì hôm sau chắc chắn là rối loạn tiêu hóa, mà chủ yếu là lỏng. Ở phụ nữ thì thường là vấn đề táo, ở nam giới thì vấn đề là lỏng là chủ yếu. Tại sao thế? Bởi vì phụ nữ mà có những cái giai đoạn mà lo lắng nhiều thì khác với nam giới. Nam giới thì hay bị cái hiện tượng này nhiều nhất là vấn đề bia rượu. Và khi mà bị bia rượu vào thì cái hiện tượng của chúng ta đó là nam giới cảm thấy đi ngoài, ví dụ uống rượu buổi sáng thì buổi chiều đi ngoài, uống rượu buổi tối thì sáng mai đi ngoài, và đi cảm giác không hết được, lúc nào cảm giác trong bụng nó ấm ách và muốn đi nữa, ra nhà vệ sinh lại vào và liên tục như thế. Và những bệnh nhân này có một cái tâm lý rất là nặng nề, đấy là sợ đi du lịch, sợ đi làm hội họp, sợ đi những nơi là đông người, và nhất là sợ đi xe buýt. Những người này thì là khi đi thế là cảm giác nó bị bí bách trong người và muốn xe dừng hoặc là muốn một giải tỏa một mình, và khi đấy thì là mình giải tỏa stress được. Và khi stress giảm xuống thì cái vấn đề đi ngoài nó mình giảm được. Vấn đề nữa chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân mà gây đến những cái này là do về chế độ ăn uống, cho nên khi mà người ta ăn thức lạ vào, nhất là tanh rồi đạm nhiều, thì bệnh nhân thường hay có chế độ rối loạn này. Và để làm những cái đấy thì chúng ta biết là phải hạn chế những cái thức ăn, những cái gì đấy mà không, chúng ta gọi là dị ứng thức ăn á, mà không hợp thì chúng ta phải loại bỏ và có chế độ sinh hoạt nó khoa học một chút. Những thực phẩm mà nên tránh trong vấn đề phòng cái hội chứng ruột kích thích, đầu tiên người ta là có một cái danh từ gọi là food map, tức là những cái thứ mà chúng ta ăn và vào sinh đầy hơi á, chúng ta nên giảm đi. Trong thực phẩm hàng ngày có hành này, những cái thứ mà bắp cải trắng, như là bắp cải trắng, hành nó hay gây đầy hơi, chúng ta nên tránh. Những thứ thịt mà thịt hộp, rồi những thứ mà trong tủ lạnh lấy ra lâu ngày chúng ta cũng nên tránh đi. Cái thứ hai là chúng ta có ăn những cái thức ăn mà nó nhiều gia vị á, chúng ta cũng nên tránh. Và khi mà chúng ta như thế thì chúng ta có một cái điều là đáng buồn ở chỗ là chúng ta dân đa số là ăn hay ăn gia vị.
mà gia vị thì có những người ăn vào thì rất thích, nhưng mà sau đấy ví dụ tiêu ớt ăn vào xong chưa được nửa tiếng sau đã đi ngoài rồi, đó là cái gọi là cái dị ứng với thức ăn ấy, chúng ta nên tránh đi. Và chúng ta cũng tập cho mình thói quen, tức là ăn những thức ăn chúng ta có thể ăn thử, khi bị dị ứng chúng ta ăn thử một chút thôi, nếu mà được chúng ta tiếp tục ăn, mà nếu không được chúng ta dừng lại, không nên tiếp tục ngày nào như thế cả. Cái thứ hai, những thứ mà tôi nói trước đây là đồ chiên rán, là những thứ mà chúng ta có những chất mà chúng ta không loại trừ được trong cái cơ thể, chúng ta không hấp thu được, khi hấp thu vào chúng ta sẽ bị đào thải, mà khi cái ruột non mà cái hệ thống vi khuẩn của chúng ta đã bị ảnh hưởng rồi, mà hấp thu những cái này nó thì chúng tăng khí rất nhiều và gây đầy hơi chướng bụng, và đấy là một trong những thức ăn mà chúng ta nên tránh hàng ngày. Có thể là các bạn nội trợ tham khảo cái sở trường, cái menu của mình thích hợp, chúng ta không nên ăn những ăn mà cố ăn hoặc là cứ thử như thế thì chúng ta cũng không nên, tránh đi. Vâng, đây là câu hỏi chúng tôi hay thường gặp trong các cái buổi khám lâm sàng. Có những bệnh nhân khi mà bác sĩ chẩn đoán qua nội soi rằng là đại tràng bình thường thì cho rằng là bác sĩ có thể chẩn đoán nhầm hoặc là máy móc không chẩn đoán được, và có thể tìm đến bác sĩ khác để có sự so sánh. Tuy nhiên chúng tôi lưu ý bệnh nhân thế này, trong viêm đại tràng mãn tính và cái hội chứng ruột kích thích, nó có những cái đặc biệt phân biệt rất rõ ràng. Ở bên viêm đại tràng mãn tính thì phân của nó là có máu và khuôn phân hoàn toàn bình thường, nhưng bên hội chứng ruột kích thích là không có máu, có nhầy, và khuôn phân có thể thay đổi từ rắn đến dẹt, mà chủ yếu là dẹt. Đau bụng thì bệnh nhân bên hội chứng ruột kích thích là đau bụng nhiều hơn, và có thể nó chướng bụng, có thể quặn bụng lên, đôi khi từ người ta sờ nắn được trong bụng là từ bên này qua bên kia, và nó cứ chạy cuộn từ dọc khung đại tràng, còn bên viêm đại tràng là không có hoặc là rất ít. Bên chướng bụng thì bên viêm đại tràng mãn tính thì ít khi người ta để đến chướng bụng, nhưng mà hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân chướng bụng nhiều, cảm thấy lúc nào cũng nghe những bụng và nó cảm thấy nó khó chịu vì binh bụng cả ngày như thế. Về viêm đại tràng mãn tính thì bệnh nhân ít khi mất ngủ, ngược lại bên hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân mất ngủ, có những người kéo dài một thời gian rất là nhiều và rất là lo lắng, dẫn đến stress. Bên tâm lý thì bên viêm đại tràng mãn tính thì lại cũng ít khi ảnh hưởng đến tâm lý, nhưng mà bên hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và đến cuộc sống, và người ta có thể phải dùng thuốc chống trầm cảm để có thể trấn an tinh thần và giúp bệnh nhân giải phóng được stress và có thể những khó chịu ở đấy. Và khi mà người ta những cái triệu chứng trên mà có tồn tại thì người ta đưa đến một cái là soi đại tràng để xác minh. Thì ở mình viêm đại tràng mãn tính thì người ta có thể cần chẩn đoán có thể có viêm, có loét, có xung huyết, nhưng bên hội chứng ruột kích thích là toàn bộ đại tràng bình thường. Và khi kết luận hai cái này phân biệt là chủ yếu dựa vào cái kết luận của nội soi để ta phân biệt đấy là viêm đại tràng mãn tính hay là hội chứng ruột kích thích như tôi đã trình bày.